Mãi vô. Ai mua kỷ niệm không? Nay bán mai nghỉ mốt đi Mỹ luôn. Nhanh tay thì còn, chậm tay thì cũng vẫn còn nha. Ai mua kỷ niệm không? Hey. Chào anh hai. Anh trai. Mời ngồi. Dạ. Trời, chú đáo quá, buôn bán chiều khách quá ta. Dạ. Ủa, mai chú hai bán gì mà không thấy mặt hàng đâu chứ. Dạ, tại đây là em bán kỷ niệm. Từ từ, cái gì mà nghe thần chú vậy? Cái gì kỷ niệm? Kỷ niệm. À, kỷ niệm. Trời ơi, nghe tưởng niệm thần chú. Dạ, cái này là kỷ niệm cha nè, kỷ niệm mẹ nè, kỷ niệm chồng, kỷ niệm vợ, kỷ niệm con cái sơ sinh luôn. Đó, tất cả kỷ niệm mình gom lại, mình gói lại, mình bán, mình đem về chân. Ủa khó giờ, kỷ niệm là cái gì nó nằm trong ký ức, là cái gì nó vô hình lắm, làm sao mà thấy được mà bán. Bán kỷ niệm đâu không thấy cái gì hết. Được, đây đây, để tôi cho thấy. Đây. Ui trời. Đây. Kỷ niệm nè. Trời. Cái này tượng mà. Đúng rồi, kỷ niệm là cái tượng, thấy không? Nè, những cái mối quan hệ với nhau á, mình muốn là kháng khích hơn, mình muốn trưng bày nó ra thì mình sẽ làm thành cái tượng này, mình về mình bỏ vô tủ mình trưng. Không phải là điêu khắc. Không phải điêu khắc. Mà là tay của người thật. Ừ. Tỷ lệ thật. Đúng, đây là 100% là tỷ lệ tay thật luôn. Đó, biết tay ai không? Tay vậy? Tay tôi. Đây, tay tôi nắm tay vợ tôi. Trời ơi, thấy vợ. Đâu, coi. Trời ơi. Coi kỹ hơn nha. Wow, đẹp vợ. Cẩn thận nha, từ thôi nha. Trời ơi, xuất sắc vợ. Trời ơi, tinh xảo cũng có gân nè, vân tay, rồi chỉ tay, rồi móng tay. Trời wow, đẹp quá. Mình muốn màu nào có màu đó ha chú. Màu gì cũng được. Trời ơi, đẹp với ta, xuất sắc. Vậy là hợp quá rồi. Sắp tới là tôi kỷ niệm ngày cưới với bà xã, làm món quà này tặng là hết ý luôn. Sẵn chú hai đây rành về cái công nghệ rất là mới và đẹp này nè. Không ấy mình giới thiệu cho khán giả luôn được. Tôi không rành, nhưng mà bạn của tôi rành, vô hỏi bạn tôi đi. Đồng ý nha. Ừ. Yeah. Xin chào mừng quý vị đến với Chuyện Đó Chuyện Đây. Hãy sẵn sàng cùng với Hoài Nam Bơ và Huỳnh Nhu, chúng ta khám phá một thế giới đầy sắc màu kỷ niệm, và chắc chắn sẽ vơi đi những nỗi buồn. Nhìn về những kỷ niệm này, chúng ta chỉ có niềm vui mà thôi. Đó chính là một trong những công nghệ rất mới hiện nay, tạo ra những món kỷ vật độc đáo, độc nhất vô nhị này. Và bây giờ xin mời mọi người đến với khung giờ rất quen thuộc 19 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Với Chuyện Đó Chuyện Đây được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi. Nào, xin mời chú hai Huỳnh Nhu, chúng ta lên đường. Quận mấy chú hai? Hả? Quận mấy? Quận 8. Quận 8 ha. Dạ, rồi. Đây, mặt đây. Đây đây, bên đây. Trái là bên đây mà. Có lẽ ai trong chúng ta cũng đều có những kỷ niệm đẹp, từ những cử chỉ đầu đời của con, cái nắm tay của người mình yêu, đến khoảnh khắc con ở bên cha mẹ. Tất cả những điều trên đều có thể lưu giữ lại nhờ công nghệ đúc tượng tay theo tỷ lệ thật. Đúc tượng tay tỷ lệ thật là dựa theo tỷ lệ 1:1 so với bàn tay thật. Đây, vô đây anh trai. Ồ, oh, ồ. Oh. Công ty đây luôn hả? Có khách nè chị. Dạ, chào chị. Dạ. Vô. Em vô giữa đi. Anh vô ngồi đi, vô ngồi trời đi. Ôi, khách mà. Trời ơi, ngại quá vậy? Ngồi giữa luôn hả? Dạ. À, đây. Thằng mát quá. Chị, đây là khách của em mới kéo vô được á. Quên. Giới thiệu nè, đây là chị Tuyết Mai. Đó, chị em là một chuyên gia, một phù thủy trong vấn đề mà làm tượng nè. Tượng tay, tượng chân đây. Dạ. Anh nhìn một vòng sau lưng đi. Tượng tay mà tượng chân luôn hả? Tượng chân đầy đủ. Ghê không? Mà hóa ra đây lại là một cơ duyên. Dạ. Dẫn dắt mà đến đây để có được một món quà mà độc nhất vô nhị luôn. Có nghĩa là cái bàn tay của hai chồng nắm vô nhau vậy nè. Cái mình nhúng vô chảo dầu. Cái gì vậy anh? Hả? Không, nhúng vô khuôn bột. Nhúng vô khuôn bột. Ủa chứ phải nhúng chảo dầu rồi cho nó nóng lên rồi. Trời mới nhúng qua kia cái gì nữa. Ăn cái tay luôn hay chi. Ha. Nhúng vô khuôn bột. Đúng rồi. Rồi nhúng ở đâu nữa mà? Chị nhúng vô khuôn xong rồi mình đợi khoảng chừng 3 phút là bột đông, mình sẽ rút cái tay ra. Trời, bột gì hay diệu kỳ vậy? Bột bánh hay bột gì mà khô nhanh dữ vậy ta? Cái bột này là bột lấy dấu. Cái bột này là mình sẽ mua từ nước ngoài về. Chứ không phải thạch cao hả mày? Không, thạch cao nó là thường là người ta nói là tượng đúc. Còn cái này là mình lấy dấu, là mình sử dụng một cái bột để lấy dấu.
Còn khi mà mình đúc ra, ví dụ người ta, nhiều người ta không biết, người ta sẽ nói là ồ, cái này là thạch cao. Ừ. Thực ra là mình có hai bước để mà mình làm tượng. Thứ nhất là mình sẽ lấy dấu. Yeah. Sau khi lấy dấu mà mình sẽ có được cái khuôn. Ừ. Và sử dụng một cái bột đúc, mình đổ vô trong đó, đổ vô cái khuôn đó. Oh. Nó thì cái bột đó thì ví dụ thạch cao Việt Nam thì mình không có sử dụng, mình sử dụng một loại khác của nước ngoài. À, thạch cao nước ngoài luôn. À, mà chị Mai ơi, chị mình làm cái tượng này là được bao lâu rồi hả chị? Cơ sở của mình là hoạt động từ năm 2014. 2014 tính đây là cũng phải 8 năm rồi, gần chục năm rồi đó. Mà động lực nào mà khiến cho Mai cùng với tất cả mọi người trong ekip á là quyết tâm theo đuổi một trong những lĩnh vực mà ở Việt Nam khá là hiếm hoi người làm? Cái đó là cũng cơ duyên của tình cờ vào cái năm 2012 á, chị của Mai mới là đi nước ngoài du lịch thì thấy cái sản phẩm nó hay, nhưng mà lúc trước là chưa có nghĩ là sẽ làm nó. Nhưng là sau cái năm 2013 lại quay lại Úc chơi nữa. Thì thấy cái cơ sở này và quyết định là học, nên là có hỏi để chuyển nhượng cái kỹ thuật. Nó thì chị đã có học hỏi kinh nghiệm cũng như là nhập máy móc về để làm. Thì cũng được anh chủ bên đó hỗ trợ và hướng dẫn, cũng như là hỗ trợ mua các máy móc thiết bị để mà về Việt Nam làm. Rõ ràng là dù chúng ta có những thiết bị hiện đại đi, nhưng mà lại thiếu những người đi tiên phong, những người dẫn đầu và hướng dẫn để mình làm theo đúng hướng. Khi mà mình mang cái sản phẩm về thị trường Việt Nam á, là chưa có nhiều khách biết về sản phẩm này. Dạ. Yeah. Nó họ chưa có tư tưởng mới để mà làm một cái sản phẩm kỷ niệm. Họ thường là sẽ chụp hình, còn bây giờ là làm hẳn một cái tượng 3D. Dạ. Yeah. Nó chưa có tưởng tượng ra, có khi xem một cái hình mình gửi qua khách nếp. Bình thường ok, qua làm cho chị đi, qua lấy dấu nó, giao cái sản phẩm đó. Ồ, cái sản phẩm sao nó không giống cái hình chị xem em ơi. Tại vì nó nổi giống như thật. Yeah. Đúng rồi, nó nổi như thật. Còn ví dụ chị xem cái hình của em gửi qua cho chị á, thì chị tưởng giống như là bức tranh, nó bằng giống như cái tranh mình treo hàng ngày thôi. Yeah. Đó. Và cái khó khăn thứ hai là mình tìm kiếm các bạn cùng đồng hành. Yeah. Tức là các bạn phải có một sự yêu nghề mà, và tỉ mỉ và cẩn thận. Đúng rồi. Nó đừng nhiều dữ lắm đó. Đúng rồi. Ví dụ một cái vết chày hoặc là một cái sai sót nào đó thì cũng làm cái sản phẩm của mình bị hư. Dạ. Nó được không được hoàn thiện 100%. Ví dụ mình lấy cái khuôn đó mà các bạn làm vô tình bị rớt nè. Ừ. Hoặc là các bạn không có cẩn thận, ví dụ lúc ghi tên bé chẳng hạn, nó điều đó thì cũng làm sẽ ảnh hưởng tới cả cái một cái bức tranh của em bé. Nên là tìm những bạn đồng hành khó, nhưng mà khi tìm được rồi, các bạn đã cùng đồng hành với Mai tới thời điểm hiện tại luôn. Với là em thấy hình như là cái đối tượng mà làm những mặt hàng này á, đa số là trẻ em hay là những trẻ mới sinh đúng không chị? Đúng rồi, là các cái đối tượng mà làm nhiều nhất đó là các bé nhỏ từ lúc 2 ngày tuổi cho tới khoảng 1 tuổi là làm nhiều nhất. Nhưng mà cái loại hình này nó không phải là dành cho các bé nhỏ không. Ví dụ người lớn vẫn làm được nè, rồi những cụ già vẫn làm được. Hèn chi, bán kỷ niệm là đúng rồi ha. Lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất. Nhưng mà những em bé như vậy nè, thì quá trình chúng ta lấy mẫu về có khó khăn không? Bởi vì các bé đâu có hiểu theo cái hiệu lệnh của người lớn đâu. Đó, thì như vậy thì cái người lấy dấu cũng rất là quan trọng. Họ chiếm khoảng 70% đẹp hay không. Yeah. Họ chọn được cái lúc nào nên lấy dấu, lúc nào nên đặt khuôn nó. Như những bàn tay, bàn chân này quá xuất sắc luôn. À, ví dụ với các mẫu khuôn mình lấy dấu thì tay người lớn và các bé từ trên 5 tuổi thì các bé sẽ tạo hình được. Còn riêng những bé nhỏ là phải lấy dấu tự nhiên. Dạ. Tại là trong thời gian một đông, ví dụ bọc ngưng chỗ nào thì là lấy khuôn, lấy dấu ra cái tượng như vậy lúc đó. Là một cái khuôn nó chỉ làm được một cái tượng thôi. Đúng rồi, mình mở cái tượng nó ra là cái khuôn đó coi như bỏ. Dạ. Và bản thân Mai cũng vậy, cũng phải học cái cách thao tác làm sao cho chuyên nghiệp đúng không ạ? Đúng rồi, ngày nào mình cũng phải học hỏi, chứ không phải hôm nay mình làm cái tượng nó đẹp là mình sẽ ok, tôi làm rồi, kinh nghiệm đầy mình rồi, tôi sẽ không học hỏi nữa. Và trong quá trình làm đều có những cái việc nó xảy ra không như ý muốn. Ví dụ thấy ở cái khuôn này ok rồi, đẹp, ok, chắc chắn tượng đẹp nha chị, nhưng mà về đổ ra chưa biết trong cái móc nó còn thiếu xíu đó. Nó ổn người không nó, nên như vậy phải tùy vào cái kỹ thuật của người lấy dấu. Những cái này nó đẹp một phần nữa là nó nằm ở trong cái khuôn hộp này nè đúng không chị? Cái khuôn khuôn này quá đẹp. Khuôn này là chị làm luôn hả chị? Bên mình sản xuất hết. Đẹp quá. Dạ. Độc nhất vô nhị, không có ai giống ai hết trơn, và chỉ có duy nhất nhà ta mới có mà thôi. Và rõ ràng là những khoảnh khắc này khi chúng ta mỗi lần mệt mỏi mình nhìn lại á, sẽ là tạo động lực cho mình rất là nhiều trong cuộc sống này. Nè anh nhìn đi, bên cạnh đó là hình như là còn có ghi tên bé với lại ngày tháng năm sinh rồi, cân nặng rồi nữa đó. Ngày có giờ sinh nữa nè. Cái lọ đó là lọ gì vậy Mai? Cái đó là lọ đựng cuốn rốn hoặc là tóc máu. Quá ý nghĩa luôn. Ủa vậy những cái đồ mà để mình dùng lấy mẫu khuôn như vậy á,
Chị có thể cho em với anh Hoàng được xem được không? À, cái đồ lấy khuôn mình là đơn giản thôi. À, chủ yếu là các kỹ thuật. Rồi chút xíu sẽ mời hai bạn đi lên để mình làm thử ha. Làm thử luôn. Đầu tiên là lấy dấu. À, lấy cái dấu, cái ngón tay hay là cả bàn tay. Bây giờ lát nữa mình lên đi, rồi mình suy nghĩ cái cách nào nó hợp lý nhất. Ừ. Ok. Dạ rồi, xin mời chị Mai. Khi đến thăm nhà chị Tuyết Mai, người đem công nghệ này về Việt Nam, chúng tôi đã bắt gặp rất nhiều kiểu tượng bàn chân, bàn tay trẻ nhỏ được bố mẹ đặt hàng để lưu giữ lại. Hay tượng tay các thành viên trong gia đình nắm chặt lấy nhau. Độ tỉ mỉ lên đến từng chi tiết nhỏ, kể cả nhẫn cưới hay các nếp nhăn, vết gân trên bàn tay. Những sản phẩm này sau khi gỡ khỏi khuôn sẽ được chị Tuyết Mai xử lý và lồng kính cẩn thận. Vừa có tính thẩm mỹ cao, vừa đề cao giá trị của gia đình. Hấp dẫn ha. Dạ. Đẹp mà nhìn cưng xỉu luôn á. Đây cho Hoàng tham khảo một tí. Nhu. À, em thích bằng chân em bé nè. À không, em anh cho em một cái kia anh. Đó cái này hả? Đó. Bàn tay phải không? Đúng rồi. Xòe ra nè. Trời, nhìn người ta y như tay con em anh. Và bây giờ chúng ta đang có mặt tại khu vực chúng ta sẽ thi công ra những cái tuyệt phẩm như vậy. Không biết là mình sẽ trải qua những bước như thế nào, Mai có thể giới thiệu lại cho Hoàng biết được không ạ? À, đầu tiên á mình sẽ lấy dấu. Dạ. Lấy dấu xong thì mình sẽ lấy có dạ. Cái khuôn này phải không? Dạ. Bắt đầu mình đổ bột vô cái khuôn. À, đầu tiên cái dấu mà cái bột lấy dấu đây, là cái bột màu xanh này. Bột màu xanh này. Nó rất là lỏng đúng không ạ? Đúng rồi. Nó sạch sạch sạch. Dạ đúng rồi. Đó. Nhưng mà nó khô rất là nhanh. Ừ, nhưng mà đem đến nhà khách hàng á là cái tới lúc đó mình mới bắt đầu pha trộn. À. Thì tại vì bột cũng nhanh khô mà chỉ có một phút thôi, nó khá là nhanh. Dạ. Nên là khi mình để vô thì bắt đầu ba mẹ ví dụ thích bài hát này hoặc là thích món đồ chơi này thì ba mẹ lấy món đồ chơi này. Làm trò vậy. Đó, xong rồi mình sẽ rút ra rất là nhanh. Nó không nói một phút nhưng mà không có lâu đâu. Rồi sau đó chờ cái khuôn nó khô thật sự hay sao ạ? À, cái khuôn rút ra là đã khô thật sự rồi. À, nó khô luôn rồi đó. Chứ trẻ con thì cũng ngẫu nhiên thôi. Em thấy có những cái người lớn cũng rất là khó chứ bộ. Cho Hoàng cầm cái này nhé. Nè, tay đang chéo nè. Ồ, cũng nặng chứ. Đó, tay này cũng khó nè. Rút làm sao? Rút là các bạn này rút trước nè. Ngộ nghỉnh nè. Tay nằm ngang vậy là sao mà rút hả chị? Cái tay ngang này khá là dễ rút luôn á, tại vì cái này nó tranh nó là một mặt thôi. Cái phần này sẽ dán vô đáy, nó sẽ dễ rút hơn cái này. Cái này là làm full. Yeah. Nó khó rút hơn, à, cái này dễ rút hơn. Cái này là một mặt. Hay quá. Trợ nhịp hợp tác nha. Hợp tác với mối tác hợp này nha. À, cưng dễ sợ. Xong được cái công đoạn là mình chờ khô, xong rồi mình làm gì tiếp ạ? À? Mình đổ ra cái thành phẩm như thế này. Mình đổ tại chỗ luôn ạ. À. Mình sẽ về xưởng đi đổ. Ồ chị ơi, cái này là em thấy là tay trong tay là nó đã khó rồi. Giờ thấy còn cái đây nữa nè. Đó, cái này là tay trong tay nữa nè. Đẹp quá Nhu ơi. Hèn nhìn là biết đâu tay ngoại. Tay ngoại đâu? Đây, tay ngoại bên đây anh. Đó, nhìn làn da là biết liền ha. Đây, tay mẹ nè. Tay mẹ. Tay con đâu? Tay con nè. Nè, dễ thương. Cả nhà đùm bọc lẫn nhau. Ví dụ bà với mẹ là nóng rồi, còn bé cứ rút lên, rút xuống, rút xuống. Nó khá là khó nữa. Ví dụ mình phải canh được cái khoảng để mà bột nó đông là mình để vô cho nó vừa kịp. Nó mà mình sẽ hỗ trợ để mà bột nó lấy được rõ vân nhất. Hiện tại là mình có một khuôn lớn, một khuôn nhỏ và một khuôn lớn. Dạ. Thì bây giờ hai bạn sẽ thử thách để mà gỡ hai cái khuôn này ra. Mình sẽ có hai cái tượng thô ha. Đây, em đoán là gì? Cái này đoán là cái bàn chân của người lớn. Anh đáng cùi chỏ. Cái chân. Cùi chỏ. Cái chân đó. Rồi chị. Giờ mình khám phá bí mật ạ. À, cái này á là cái bàn chân của em bé là tầm 1 tháng. Dạ, dạ. Còn cái này á là một cái tay nắm của một bé 5 tuổi. À, 5 tuổi. 5 à. Tuổi thì chỏ thì nó tưởng nó cùi chỏ 5 tuổi tay nhỏ. Bé lớn vậy. Ừ. 5 tuổi mà. Đó, bây giờ để mình biết được nó là cái hình gì thì bắt đầu bây giờ mình sẽ gỡ ha. Để Mai hỗ trợ Mai gỡ cái bước đầu tiên cho hai bạn cho dễ hơn ha. Dụng cụ của mỗi người. Ồ. Chỉ vậy thôi ha. Cái này quen quá, bà xã nhà hay xài. Đó. Cái dũa. Ừ.
hả? À đây. Trời ơi hay dạ. Đúng rồi. Nói chung là mình đó. Ồ, mai làm cái gọn gọn bưng luôn ta. Ha, hả? Đây nè. Nhìn là chuyên gia nè. Còn riêng cái chân là mình phải làm ở trên nhẹ nhàng thôi nha. Ủa nhẹ, tại sao phải nhẹ? Tại sao phải nhẹ mày? Tại vì chân nó thể nhỏ mà. Chân nhỏ thì mình phải làm nhẹ nhàng để nó không có, mình không có đi vô chạy các cái đường vân của em. À, em hiểu rồi, em hiểu rồi. À, nè, giống như là nói nhẹ nhàng thôi nha. Giống như là chặt dừa vậy ha. Ê, nè, lấy từng miếng nghe nè. Quê Bến Tre cái rồi chặt dừa hoài. À. Đúng rồi đó. Thích quá. À. Nhẹ nhàng thôi. Ôi, này ha. Dạ. Đó, nhẹ nhàng thôi. Cái bột này mát mát nè, mà nó mềm mềm, nó dẻo dẻo nhẹ nữa. Nhẹ thôi nè, nó đúng rồi nè. Nhìn cưng xỉu. Đúng rồi, những cái chi tiết bên trong cần phải nhẹ, nhẹ dữ lắm. Chứ mình đừng chủ quan là ở những cái lòng bàn chân tưởng là nó rộng ha. Mình tuốt một cái đi luôn cái ngón. Bởi vì chị Mai nói là cần phải có cái tính là tỉ mỉ, cẩn thận đó chị. Chứ này mà mình sắn vô một cái là nó trầy chân à. Mai yên tâm, hồi xưa là anh làm khảo cổ học mà. Đi tìm cái gì xương quá thạch đó. Anh ơi, đừng có nhắc cái chuyện xương quá thạch. Đấy. Cần quá con ơi. Ừ. Nhìn bây giờ nhìn cái bộ phận mà đoán được giới tính mới hay. Hả? Làm đi rồi lát đoán. Sao đoán được vậy mới nghề. Nghề được hay không là chỗ đó. Đây chuẩn bị nè, đôi bàn tay đấy chuẩn bị lộ dần ra đó. Nhưng mà cẩn thận bên bên góc bên trong đó nha, để em cho sạch ở trong này luôn. Đúng rồi đó hả. Ôi cưng quá con ơi. Đương nhiên cái khuôn này á, khi mà làm thì đối với các bé chỉ cần cử động nhẹ một cái thôi nó sẽ bị lệch, hoặc là nó tạo bong bóng bên trong thì nó sẽ có những cái điểm thừa hoặc là điểm thiếu á. Mình khắc phục những điểm đó như thế nào ạ? À, khi mà khắc phục nó ngay lúc mình lấy dấu, tức là khi em bé chuyển động là mình phải xử lý liền. À, nhưng mà nhiều lúc bé chỉ cử động nhỏ thôi. À, thì nãy giờ thấy hai bạn cũng làm rất là tốt, gỡ khuôn cũng rất là nhanh và không có bị trầy các khuôn. Dạ. Nó nên là mình mai sẽ tặng cho hai bạn một mẫu lấy dấu. À. Thôi được rồi. Thì nhìn nó ánh mắt anh là em hiểu rồi. Cho anh làm nha. Như vậy anh làm. Anh có ý định là làm cho cả nhà anh luôn á. Dạ. Coi như bữa nay là chú hai dẫn đây là dẫn khách tới mà. Ừ. Là làm cho khách là đúng rồi. Làm quen. Dạ. Dạ, vậy là Hoàng sẽ thử làm ha. Rồi, ok. Dạ, mình sẽ chuẩn bị khuôn ha. Dạ. Ngón tay không chạm đấy. Rồi, vậy cố định nhanh Hoàng ha. Dạ. Ha, cái này là mình lấy cái mặt trước, mặt trong lòng bàn tay hơn. Đúng rồi, nó có cái chi tiết của ngón tay nó sẽ đẹp hơn á. Dạ. Trời ơi, mát giống như được massage tay gì đó Nhung. Dạ. Ôi, thích thiệt. Loại bột này là mình phải nhập khẩu từ nước ngoài về ạ. Cái bột này mình mua từ nước ngoài vậy? Dạ. Rồi giờ mình cứ việc để tay để yên vậy tới mai thôi, đúng không chị Mai? Hả? Bột này mau mà, nó là bột siêu khô nhanh mà. Cái mùi nó cũng mát đó mọi người. Mùi như mùi bạc hà, thơm lắm nha. An toàn tuyệt đối với bé sơ sinh 2 ngày tuổi ạ. An toàn tuyệt đối với bé sơ sinh 2 ngày tuổi. Là quý vị biết được chất liệu này đúng là tiền nào của đó. Trời ơi chưa gì, nó khô nhanh ghê chưa. Từ từ coi chừng bể tô nha. Rồi. Sạch sẽ luôn. Không cần phải rửa lọt ra nè. Đó đó. Nè, nhìn bên trong. Nhìn bên trong. Nhìn bên trong. Giống ta anh á. Thì tay anh mới ra mà. Khi mà mình đổ khuôn xong thì gỡ ra thành phẩm nó sẽ tương đương như thế này. Dạ. Nhưng mà sẽ là hình like. Gia đình là số 1. Một like cho gia đình. Và đó ràng là để tạo khung được, rồi tạo được một cái bước sơ cơ bản được như vậy nè. Chúng ta cũng phải tốn khá nhiều thời gian để chờ khô. Mà thời lượng chương trình thì có hạn. Yeah. Mà chắc chắn là Hoàng đang rất là mong chờ cái cực phẩm này. Cảm ơn Tuyết Mai ngày hôm nay đã giới thiệu cho Hoàng một trong những công nghệ rất là tiên tiến, lưu giữ lại những kỷ niệm, những khoảnh khắc đáng nhớ. Yeah, cảm ơn anh Hoàng cũng như là anh Dù đã hôm nay ghé thăm cửa hàng.
Dạ thì em cũng cảm ơn chị. Và một ngày gần nhất đó thì em cũng sẽ dẫn vợ con, rồi ba má vợ, rồi ba má em tới tất cả cùng nhau nắm tay lại, là tổng cộng là cũng 12 cái bàn tay á. 12 cái gì là những em. Rất mong gặp lại gia đình của hai bạn. Dạ vâng ạ. Cảm ơn chị Mai, cảm ơn Hình Nhu ngày hôm nay đã giới thiệu cho anh một địa chỉ đầy uy tín. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay cùng với Chuyện Đó Chuyện Đây. Hẹn gặp lại tất cả mọi người vào lúc 19 giờ thứ bảy tuần sau trên kênh HTV7 với Chuyện Đó Chuyện Đây, được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Vi. Và bây giờ chúng tôi xin phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại.